Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với mọi người cách làm món bánh cuốn lá dứa, một món bánh rất là dân dã để mà mình có thể cuốn vào cái dịp rằm tháng giêng sắp tới. Cách làm thì vô cùng đơn giản, chỉ cần có bột, nước cốt dừa và lá dứa thôi đã tạo nên cho mình một cái món bánh vừa thơm vừa béo rất là ngon rồi. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng vào bếp xem mình làm nha. Xem video thấy hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, một đăng ký nhé. Và để chuẩn bị nguyên liệu làm cái món bánh cuốn lá dứa thì ở đây mình có sử dụng là 200g bột gạo, 2 muỗng canh bột năng, 100g đường. Lá dứa thì các bạn lường là 200ml nha. Mình xay nhạt thôi, không cần xay quá đặc. Nước cốt dừa mình cũng sử dụng là 200. Tổng cộng cái lượng nước mình cho vào bột là 400ml nha các bạn. Cái nguyên liệu chính để làm cái món bánh cuốn lá dứa này thì không thể nào mà thiếu lá chuối được nha. Lá chuối thì các bạn cắt một miếng tầm khoảng hơn một gang tay của mình là được. Và chuẩn bị luôn một cái cọng chuối để một lát nữa mình cuộn mình làm khuôn. Và các bạn sử dụng ít dây lông để mà mình cố định cái khuôn lá chuối lại nha các bạn. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng vào bếp xem mình làm cái món bánh cuốn lá dứa này như thế nào nhé. Và đầu tiên để chuẩn bị làm cái món bánh cuốn thì mình sẽ đi pha bột trước. Thì các bạn chuẩn bị một cái thau và mình cho vào trong thau là 200g bột gạo. Tiếp theo thì mình sẽ cho bột năng vào. 2 muỗng ở đây mình sử dụng tương đương với lại 50g nha các bạn. Cho 100g đường vào luôn. Về phần pha nước thì các bạn cho cái phần lá dứa này vào trước nhé. Bột gạo ở đây là mình sử dụng bột gạo lọc nên là nó hơi khó tan. Thì mình phải cho vào đây một ít nước trước thì mình tán như vậy nè, nó sẽ nhanh tan hơn. Còn cái phần nước cốt dừa thì mình vắt nó hơi đặc đó các bạn. Thì cho vào đây nó hơi lâu tan một chút xíu nên là mình trộn đều cái này rồi mình mới cho phần nước cốt dừa vào nhé. Bột gạo và bột năng thì mình cũng đã làm cho nó tan hết rồi nè các bạn. Bột năng nó sẽ giúp cho cái phần bánh cuốn của mình nó dai và ngon hơn. Còn nếu các bạn không có thì mình sử dụng bột gạo không cũng được nhé. Cuối cùng là mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa này. Các bạn nhớ là phải vắt kẹo nước cốt dừa một chút xíu, như vậy thì cái phần bánh của mình ăn nó mới thơm và ngon được nha. Nguyên liệu thì mình cũng đã cho hết vào trong thau. Cuối cùng các bạn cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối để cho cái phần bánh của mình nó được đậm đà và ngon hơn. Bột thì mình cũng đã hòa tan hết rồi, thì bây giờ mình để qua một bên để cho bột nghỉ tầm khoảng 30 phút nha. Trong thời gian để bột nghỉ thì bây giờ mình sẽ làm khuôn để cho cái phần bánh cuốn của mình. Để làm khuôn thì các bạn lật cái bề mặt trái vào trong nha và sử dụng cọng chuối. Để cái miếng lá chuối nó xéo như vậy. Rồi mình gấp vào. Cuốn lại như vậy là được. Khi đã cuốn xong thì các bạn dùng cái cọng dây lúc nãy mình đã chuẩn bị đó. Mình cố định cái mối lại. Rồi mình rút cái cọng chuối này ra. Mình bẻ cái đầu này lại luôn nha các bạn. Quấn kỹ một chút xíu thì một lúc nữa mình cho bột vào nó sẽ không có bị chảy ra ngoài. Và cái phần lá chuối này các bạn nên hơ hoặc là mình trần qua nước sôi nhé. Rồi như vậy là mình đã xong được một cái ống này các bạn. Thì cái phần này một lúc nữa mình sẽ dùng để cho bột vào, mình không nên gặp hai đầu. Bây giờ thì mình để qua một bên và mình sẽ làm tương tự như vậy luôn. Thì để làm cái khuôn của cái phần bánh cuốn này nè các bạn, nó cũng rất là đơn giản thôi, không có gì khó hết nha. Khuôn để làm bánh cuốn thì mình cũng đã làm xong hết rồi nè các bạn. Khi các bạn quấn mà mình nhìn vào bên trong nó không còn ánh sáng nữa thì cái khuôn của mình nó đã kín rồi nha. Thì bây giờ cái phần bột của mình nó cũng đã được luôn rồi. Mình chuẩn bị một cái ca có mỏ nhọn nhọn các bạn thì mình cho vào trong khuôn nó mới dễ. Trước khi mà mình cho bột vào trong khuôn á thì các bạn trộn lại cho nó đều một chút xíu nha. Thì cái lượng đường mình cho vào đây nó cũng có cái vị ngọt vừa phải thôi các bạn, không có ngọt quá. Nếu các bạn thích ăn ngọt hơn thì mình có thể tăng thêm cái lượng đường nhé. Bây giờ thì mình đổ bột vào trong ca nha. Cho phân nửa thôi. Rồi các bạn chuẩn bị thêm cho mình một cái ly như vậy để mà mình để cái khuôn vào mình dựng đứng thì mình rót nó sẽ dễ hơn. Rót từ từ vào nha. Nếu như mà các bạn rót đầy quá thì mình trút ra ngoài một ít để mình bẻ cái đầu xuống cho nó dễ. Rồi như vậy là được. Bóp ngay cái khớp của nó nè, rồi mình bẻ xuống như vậy. Các bạn lấy một cọng dây mình cố định lại.
Như vậy là mình đã làm xong được một cái này các bạn, rất là kín và cái phần bột nó không có bị trào ra ngoài nha. Cái phần cọng dây này nó hơi dài thì các bạn cắt ngắn lại để cho cái bánh của mình nhìn đẹp hơn. Như vậy là mình đã xong được một cái rồi đó, mình để qua một bên và mình làm tương tự với những cái còn lại như vậy luôn. Chỉ cần là các bạn quấn cái khuôn cho nó chặt tay một chút xíu thì cái phần bột nó sẽ không có bị trào ra ngoài nhé. Cái thứ hai thì mình cũng đã làm xong luôn rồi nè, mình lại cho qua một bên và các bạn cứ làm tương tự như vậy cho tới khi nào mà hết cái chỗ khuôn này thì thôi nhé. Bột thì mình cũng đã cho vào khuôn xong hết rồi, thì bây giờ các bạn cũng chuẩn bị luôn cho mình một cái nồi nước sôi để mà mình đem đi hấp bánh luôn nha. Thì khuôn bánh khi mà mình dấn chặt tay một chút xíu thì cái phần bột nó sẽ không có bị chảy ra ngoài nhé. Thì với 250g bột mình làm ở đây được tới 13 cái bánh lận đó. Thì mình chia sẻ công thức nó hơi ít, các bạn muốn làm nhiều thì mình cứ nhân lên nhé. Cái nồi nước mình chuẩn bị nó cũng đã sôi nè các bạn, thì bây giờ mình thả bánh vào để hấp nha. Mình để một cái ngang như vậy để cho cái phần bột này nó chút xuống. Hấp cái món bánh này cũng rất là nhanh. Khi mà mình cho bánh vào trong nồi hết rồi thì mình sẽ hấp tầm khoảng 15 phút là bánh sẽ chín nha. Với cái món bánh cuốn này thì mình nên hấp với cái lửa vừa. Xong rồi thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nhé. Bánh cuốn thì mình cũng đã hấp được đủ 15 phút này các bạn, thì bây giờ bánh cũng đã chín rồi. Khi mà mình dở nắp ra đó thì cái phần bánh của mình nó rất là thơm luôn. Tắt bếp và mình sẽ cho bánh ra ngoài nha. Rất là thơm cái mùi lá dứa và nước cốt dừa luôn đó. Bánh cuốn thì mình cũng đã lấy ra khỏi nồi rồi, thì mình để đây cho bánh nguội tầm khoảng 30 phút nha thì mình mới mở ra được. Hiện tại thì bánh nó còn rất là nóng. Bánh cuốn thì nãy giờ mình đã để cho nó nguội hơn một chút xíu nè, thì bây giờ mình sẽ mở ra xem bên trong bánh như thế nào nha. Thì cái món bánh này hiện tại mình thấy rất là ít người làm đó các bạn. Ngày xưa mỗi lần mà đám á, hoặc là rằm người ta hay làm cái này để cúng lắm. Tuy là cách làm thì vô cùng đơn giản nhưng mà món bánh này lại rất là ngon. Mình rất thích những cái món bánh mà được làm từ lá chuối đó, vì khi hấp lên nó có cái mùi thơm rất là đặc biệt. Đây là cái phần bánh cuốn bên trong của mình nè các bạn, nó có cái màu xanh lá dứa rất là đẹp nha. Rồi, mình để qua đây một cái, mình lại mở tiếp tục tới cái thứ hai. Các bạn làm cái khuôn nó đầy đặn một chút xíu thì cái phần bánh của mình nó sẽ mập mạp và nhìn ngon hơn. Bánh cuốn thì mình cũng đã lột ra được 3 cái này các bạn, thì cái phần màu xanh ở trong nó nhạt như vậy nhìn cũng đã đẹp rồi, các bạn không nên làm đậm quá. Nếu như mà mình làm màu đậm quá thì cái phần bánh của mình ăn nó sẽ bị nhẫn nhẫn nha. Bây giờ thì mình dùng dao mình cắt khúc ra, như vậy thì mình ăn nó sẽ dễ hơn. Mình có làm nước cốt dừa đó các bạn, nên là cái món bánh này nó rất là thơm. Các bạn không thích ăn dai thì mình không cần cho bột năng vào nha. Mình chỉ cần sử dụng hoàn toàn bằng bột gạo thì bánh cũng rất là ngon. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng ăn thử với mình cái món bánh cuốn này nhé. Bánh cuốn khi mà mình ăn vào đấy các bạn, thì cái phần bánh dai, mềm và thơm béo của mùi nước cốt dừa và lá dứa nữa. Và cái độ ngọt mình làm rất là vừa, không có ngọt quá nha. Thì các bạn yêu thích cái món này thì hãy cùng vào bếp làm với mình. Cái món bánh cuốn này rất là thích hợp để cho mình cuốn vào cái dịp rằm tháng giêng sắp tới đấy các bạn. Bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.